ETH đã về được cái vùng giá rất là tốt để mua các bạn ạ. Ngày hôm qua thì ETH đó đã trở về cái đường EMA 200 trên khung tuần, tức là vùng giá là khoảng 1730, 1740, và ngày hôm qua thì ETH đã giảm đến tận khoảng tầm 5%. Nó đã về cái vùng giá của đường SMA trên khung khung ngày là vùng 1633. Hiện giờ thì ETH đang là 1655X, và nếu mà không giữ được cái mốc này thì nó sẽ về cái đường SMA 280 là vùng 1550, khoảng khoảng vùng đấy. Thì Thạch hôm nay Thạch quyết định mua thêm ETH. Đấy, nếu mà về dưới vùng này thì mình sẽ mua thêm một cái vùng này. Thì đây là đều là những cái vùng mua rất tốt về dài hạn các bạn. Đây là trung bình của 300 cây nến này các bạn này. Đấy, đây là trung bình của 200 cây nến. Thì đây là cùng vùng giá thì đánh giá là khá là tốt của ETH. Nhưng mà các bạn nhớ là vùng này là mua spot nhé.